Mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một hình dáng hình người tuyết đơn giản như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chú người tuyết trang trí xinh xắn nhé. Nguyên liệu của mình cần có đó là bút chì thước kẻ này, kéo. Keo dán mình dùng keo nến như thế này. Thì các bạn có thể là dùng keo nến giống mình, hoặc các bạn có keo gì các bạn dùng keo đấy cũng được nhé. Tại vì là mình sử dụng cái phần bìa màu này mình làm. Thì cái phần bìa màu này nó rất là dễ dính. Nó là một dạng giấy bìa ấy. Mà giấy bìa thì dễ dính lắm. Dùng keo dán giấy cũng dính được này. Keo sữa này. Băng dính hai mặt. Mọi người dán vô tư nhá. Ở đây mình chuẩn bị ba màu sắc như thế này. Vàng, đỏ và trắng để mình làm. Thì đây là cái cách phối màu của mình. Thì các bạn có thể tham khảo nhá. Nếu các bạn thấy cách phối màu này ok với phong cách của các bạn thì các bạn làm theo mình. Hoặc không thì các bạn thích màu sắc như thế nào thì các bạn sẽ sử dụng màu sắc đó nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một cái phần bìa đủ dùng thôi. Mình sẽ không dùng hết được cái tờ này đâu nha. Tại vì người tuyết thì nó cũng nho nhỏ xinh xinh thôi. Mình sẽ trang trí trong cái dịp Giáng sinh này. Mình cắt bỏ phần dư đi. Cắt bỏ phần dư. Mình sẽ được một cái phần bìa như thế này nhé. Mình bỏ phần dư đi này. Đây. Bây giờ thì mình sẽ vẽ hình người tuyết lên đây nhé. Bây giờ mình sẽ chia cái hình này ra làm 3 phần. Mình sẽ làm đầu, thân và chân của người tuyết. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ hình người tuyết vào đây. Mình vẽ cho nó một cái đầu tròn tròn nhé. Mình vẽ phát một cái đầu tròn vào đây. Mình vẽ tay cho nó. Nó sẽ có một cái tay béo múc. Và phần chân. Đây, mình sẽ được một cái phần người tuyết như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Mình cắt theo cái đường đã vẽ là được. Cắt ra. Mình tiếp tục mình cắt cho đến khi cái hình tuyết này nó rời ra. Tiếp tục mình cắt này. Rồi, mình sẽ được một cái phần người tuyết rất là xinh như thế này nhé mọi người. Rất là dễ thương. Thì nó sẽ có cái đầu nó tròn tròn. Cái đầu này của mình nó hơi bị bè bè ngang hay sao ấy nhở. Mình sẽ sửa lại một chút nhé. Mình sửa lại một chút cho nó tròn hơn. Nhìn thế này nó hơi bè bè. Mình bấm lại một chút là xong nha mọi người. Rồi, mình sẽ được hình người tuyết rất là xinh. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần trang trí cho chú người tuyết này. Trước khi trang trí thì mình sẽ vẽ cho nó mắt, miệng nhá, cho nó dễ thương. Thì các bạn lấy bút đen các bạn vẽ chấm mắt thôi. Chấm mắt cho nó. Sau đó mình sẽ vẽ cho nó một cái miệng cười nhé, cho nó dễ thương. Một cái miệng cười. Thêm những cái chấm ở trên mặt. Tạo cái kiểu hiệu ứng xấu hổ ấy mọi người. Đây, mình sẽ được một cái hình người tuyết rất là dễ thương như thế này.
Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần trang trí này. Mình dùng cái phần bìa đỏ này. Mình đã tạo ra một cái nơ trang trí cho người tuyết nhé. Mình cắt ra một cái dải màu. Mình cắt một dải màu như thế này nhé. Bây giờ mình gập làm đôi. Và mình sẽ vẽ hình như một chiếc lá.